Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, Hoàng Duy Hùng là cái giống gì mà dư luận mạng xã hội phải rần rần về hắn? Hắn quay đầu hay ngoảnh mặt với Việt Nam, điều đó chẳng có gì quan trọng. Dân Việt Nam vẫn chẳng rụng hay mọc thêm một cọng lông nào. Chống Diễn Biến Hòa Bình tiếp tục giới thiệu đến các bạn những tiếng nói phẫn nộ, những trăn trở băn khoăn của cán bộ đảng viên và cả quần chúng nhân dân đang đấu tranh không mệt mỏi chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với Việt Nam để bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ xung quanh câu chuyện cha đẻ, kiến trúc sư của cách mạng trắng cho Việt Nam, tên luật sư Hoàng Duy Hùng được tung hô, cổ suý, bảo vệ ở trong nước. Facebooker Nhân Đạo viết, trong clip công bố cái danh vị được phong tặng là đảng viên chân chính ngoài đảng của mình, Hoàng Duy Hùng đã rùng mình nhún vai trợn mắt một cách đầy ẩn ý. Nhưng hỡi ơi, cái đám loạn trí đang ăn cơm dân mặc áo đảng đã đi phong tặng cái danh vị ấy cho Hoàng Duy Hùng lại không biết khổ thẹn lương tâm, lương tri và không biết nhục là gì. Chúng học hành như vậy thì để làm gì ngoài việc hại nước hại dân, tốn cơm dân, nát áo đảng. Ta đây chỉ còn biết cười khẩy cho cái sự đời với một lũ bất trí, có học cũng như không mà vẫn trèo cao. Sự đời thật trớ trêu. Facebooker Minh Thanh viết, sự tiếp đón Hoàng Duy Hùng cũng như kiểu trao giải thưởng búa liềm vàng cho bộ phim Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh biên niên sử truyền hình để lấp miệng đảng viên và nhân dân khi phát hiện không chỉ con sâu làm rầu nồi canh mà thấy cơm ăn, nước uống hàng ngày của nhân dân đã và đang bị đầu độc ô nhiễm của những kẻ núp bóng lãnh đạo, bảo vệ môi trường trong sạch nhưng lại xả rác bẩn của chủ nghĩa cơ hội chính trị, trở cờ, cá nhân, lợi ích nhóm, quan cách mạng khi có con cái, thân bằng, chiến hữu của chúng và tài khoản gửi ở Mỹ và chư hầu Mỹ. Facebooker 9 Nguyễn Bùi viết, không thể mạo hiểm an ninh đất nước với niềm tin, mong các bác biết mức độ. Ở đây không nói riêng Hoàng Duy Hùng, mà nói chung về việc tiếp cận trong hòa hợp dân tộc. Cứ cho là tin Hoàng Duy Hùng được, nhưng còn người khác thì sao? Không cẩn thận, ta lại đưa bọn phá hoại vào nhà, mầm này sẽ đâm chồi bất cứ lúc nào. Nhưng chỉ cần một người làm lãnh đạo có khuynh hướng thân đối lập, lên nắm quyền, lúc đó là biết ngay. Mà lúc đó thì thế nào nhìn vào các nước khác, thế nào thì biết rồi đấy. Facebooker Huỳnh Chí Hiếu viết, chống lật sử chứ không nịnh. Tôi thì chống lật sử, chuyện mời đồng chí Hoàng Duy Hùng của mấy vị ở Trung ương. Vì sao? Các ông cho là Hoàng Duy Hùng đã hối cải. Nếu hối cải thôi thì sao Hoàng Duy Hùng chưa phải là đảng viên Cộng sản vì chưa vượt kết nạp đảng Cộng sản à? Hơn nữa, bên cạnh tác phẩm Cách mạng trắng, Hoàng Duy Hùng đã thẳng tay chỉ trích Fidel Castro, chủ tịch đảng Cộng sản Cuba. Thế là Hoàng Duy Hùng đang dùng chiêu tay bắt con cá chẽm, tay bắt con lươn. Nhưng đối với tôi không là kẻ u mê. Chỉ có kẻ nào xem thường quan điểm quần chúng của đảng, tự xem mình là chủ, còn quần chúng là đầy tớ, thì sự u mê dành cho kẻ ấy, đúng không quý vị? Giật tiếp, đồng chí Hoàng Duy Hùng, thế giới bôn xa và mẫu quốc cờ hoa sẽ tất cả ưu ái dành cho các ông, ok, chứ họ chả có gì cho nhân dân Việt Nam, đúng không? Facebooker 8 Lê Trang viết, tội ác của Mỹ ngụy muôn đời khắc ghi trong tâm khảm của các thế hệ người Việt Nam. Gọi Hoàng Duy Hùng là đồng chí là xúc phạm vong linh các anh hùng liệt sĩ và các thế hệ người dân yêu nước. Tôi đồng ý với chủ trương khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, nhưng không bao giờ được lãng quên lịch sử hào hùng của dân tộc ta được xây dựng bằng xương máu, mồ hôi, nước mắt của các thế hệ cha ông và của chính chúng ta. Hòa hợp dân tộc không thể đồng nghĩa với hòa tan, trắng đen lẫn lộn. Facebooker Nguyễn Văn Hiền viết, nhà báo rác họ có thể nhận bất cứ thứ gì có thể nhận. Hoàng Duy Hùng ai chẳng biết ông cha Hoàng Duy Hùng theo giặc, làm tay sai, đánh thuê cho giặc ngoại bang. Loại kẻ thù không đội trời chung với nhân dân, dân tộc Việt Nam, đặc biệt là kẻ thù của độc lập tự do, hòa bình thống nhất đất nước, hơn nữa là của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hoàng Duy Hùng là ai? Một kẻ vô danh tiểu tốt, đích thực là một tên chống cộng cực đoan.
Hoàng Duy Hùng tự cho mình, hay nói đúng hơn, ngộ nhận hắn đủ tầm vóc là lãnh tụ của những người Việt Nam Cộng Hòa lưu vong và có thể đối đầu xứng đáng với người quốc nội Việt Nam. Con đường để vào Việt Nam bắt đầu từ gì? Tâm thế ra sao? Với bản tính, bản chất truyền thống Nguyện, đây chính là hạn chế điểm yếu của một đội quân chỉ biết làm tay sai tầm gửi cho ngoại bang hết Pháp đến Mỹ. Đây chính là nền tảng tư tưởng mất gốc bị thực dân hóa, nên bản lĩnh con người này không bao giờ vượt ra ngoài khỏi thân phận, chỉ là một tinh lính xung kích đúng nghĩa là tay sai cho ngoại bang là hết tầm. Hoàng Duy Hùng thân phận đúng với nhận định, nhận xét về con người này, nên từng đường đi nước bước của hắn, hắn nghĩ gì, làm gì và định gì thì đến người dân bình thường cũng nhận ra và biết trước, chứ đừng nói là an ninh Việt Nam không biết. Hoàng Duy Hùng là kẻ hoang tưởng, ngộ nhận mình quá ghê gớm. Thực ra con người của Hoàng Duy Hùng chẳng nói lên điều gì. Nhìn vào thành tích, chiến tích không có gì đặc biệt với ngay cả với số Việt kiều Mỹ, hàng trăm tổ chức chống cộng. Hoàng Duy Hùng có ảnh hưởng gì tới cộng đồng đó thì hoàn toàn không, không rõ là gì, tập hợp để đoàn kết chống cộng hay tập hợp xây dựng một cộng đồng đoàn kết vững mạnh hướng về xây dựng và bảo vệ đất nước. Hoàn toàn không, mà không những thế, Hoàng Duy Hùng còn là một nhân vật hung hăng xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ hình ảnh lãnh tụ, sách trắng cho âm mưu diễn biến hòa bình tại Việt Nam. Nhìn xem và thấy Hoàng Duy Hùng cũng không khác Nguyễn Phương Hùng, tất cả đều là những kẻ lưu manh chính trị, nhưng ngộ nhận mình là lãnh tụ chính trị mà thôi. Facebooker Anh Phương Nguyễn viết: bản thân Hoàng Duy Hùng và bọn Việt Tân đang cười vào mặt bọn tung hô Hoàng Duy Hùng như một người hùng. Chúng nó đang thương hại cho sự ngộ nhận mù quáng của bọn xung xoe đón tiếp Hoàng Duy Hùng. Nếu như chỉ mấy bài viết sám hối, nếu như chỉ có những lời giả dối nhạt thích, nếu như diễn kịch và lăng Bác Hồ xin lỗi Bác vì những lời phản động trước đây của một kẻ ba đời theo Ngụy chống lại cách mạng, giết hại đồng bào suốt hai cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc mà đã vội vã cho rằng hắn đã lột xác, thì đó là sự tột cùng của ấu trĩ ngu dốt. Gương tên Ngụy Què Nguyễn Phương Hùng vẫn còn đó, sao bọn chúng không mở mắt ra? Hắn còn diễn đạt hơn Hoàng Duy Hùng là khi đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, hắn quỳ vái phủ phục khóc như đứa trẻ con lầm lỗi trở về với gia đình sau bao năm xa cách. Nhưng rồi khi bị bóc mẻ, hắn không thực hiện được ý đồ thì trở lại nguyên hình là một tên Ngụy chống cộng cực đoan. Hy vọng trong cơn say chiến thắng, Hoàng Duy Hùng chỉ dừng lại ở ảo tưởng tự sướng của mình mà không gây nguy hại cho chế độ. Hy vọng bọn cuồng phan Hoàng Duy Hùng cũng chấm dứt và tỉnh lại trở về với thực tại. Facebooker Phan Hoa Ban Đỏ viết: sao giờ có nhiều người dễ tin người đến thế? Những năm đánh Mỹ, vật chất tuy nghèo nhưng tinh thần cảnh giác của người dân rất cao. Mới 4 năm tuổi đã được người lớn dặn dò: nếu gặp người lạ hỏi đường, con nhớ chỉ ra ủy ban xã nhé, ở đó có các bác, các chú giúp đỡ. Nhất là những ai ăn mặc giống chú bộ đội, công an, các con cần phải thận trọng. Ấy vậy mà bây giờ, bọn bao năm chống cộng xuyên tạc, chống phá đất nước, chỉ cần vài lời sám hối là tin được rồi. Facebooker Tạ Ngọc Kim Dung viết: nói với phá tổng biên tập báo Yên Bái nè, nhà nước Việt Nam chỉ có một đảng duy nhất thôi nhé, còn ngã tung hô Hoàng Duy Hùng một cách quá lố như vậy. Đảng viên chân chính ngoài đảng chỉ là đảng của lũ ba que méo mèo thôi Liên ơi ơi. Muốn tung hô nhau thì vào trong phòng đóng cửa lại, không cho ai biết mà tung hô nhau Liên nhé. Chứ ở ngoài này, người ta nhét chất phế thải vào mồm cho đó, Liên nhé. Facebooker Nhân Chí Hoàng viết: đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam có đảng viên dự bị, đảng viên mới kết nạp thử thách 12 tháng và đảng viên chính thức. Vậy đảng viên chân chính ngoài đảng có từ bao giờ? Hoàng Duy Hùng, đảng viên chân chính ngoài đảng sao? Quần chúng được kết nạp vào đội ngũ của đảng thì gọi là đảng viên. Theo đó, bất cứ ai, dù có tốt đến trên cả tốt nhưng chưa được kết nạp vào đảng thì gọi là quần chúng nhân dân. Quần chúng nhân dân thì phải là công dân Việt Nam. Hoàng Duy Hùng là người gốc Việt Nam nhưng mang quốc tịch Mỹ, định cư ở Hoa Kỳ, không phải là công dân Việt Nam, không có tư cách là quần chúng nhân dân. Dù Hoàng Duy Hùng trước đây khét tiếng chống cộng cực đoan, bây giờ biết sám hối, quay đầu là bờ, tỏ ra yêu nước, yêu cộng sản, hay nói một cách nôm na rằng Hùng đã thay máu, thay trái tim, thay tâm hồn,
để thành một con người chân chính đi chăng nữa, thì Hùng vẫn không đủ tư cách làm công dân Việt Nam và càng không đủ điều kiện đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Phó tổng biên tập báo Yên Bái lạm dụng hai chữ đảng viên để ca ngợi Hoàng Duy Hùng là đảng viên chân chính ngoài đảng là hoàn toàn sai trái. Facebooker Đỗ Hải Triều viết: ông ta nhắc đi nhắc lại cụm từ đảng viên chân chính ngoài đảng. Ô thế đảng viên bị phân loại trong đảng và ngoài đảng từ bao giờ? Điều lệ nào quy định? Vậy mai kia lũ phản động chúng cũng nhận là đảng viên ngoài đảng thì sao? Một lần nữa, những người đảng viên lại bị chặn lòng bởi hai chữ đảng viên bị mang ra đánh đồng, pha loãng. Facebooker Trần Quang Cường viết: tôi không bao giờ tha thứ cho cái bọn đĩ miệng từng xúc phạm anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giờ quay lại giả bộ xin lỗi để kiếm tiền trên YouTube do hết thời. Bọn này đáng bị cạo đầu bôi vôi, đóng rọ, thả sâu. Facebooker Lê Thị Thạch viết: tin Hoàng Duy Hùng quay đầu chẳng khác nào tin con đĩ còn trinh, hoặc là bị nó lừa, hoặc là cố tình tiếp tay cho nó thực hiện âm mưu cách mạng trắng ở Việt Nam. Facebooker Học Mãi viết: giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, muôn kiếp ngàn đời có khi vẫn vậy, những kẻ ngây thơ mới tin Hoàng Duy Hùng. Facebooker Trịnh Lê Hoài Nam viết: bao nhiêu Việt Kiều về nước không ai nói gì, luôn dang rộng vòng tay đón chào, riêng những kẻ như Hoàng Duy Hùng, Nguyễn Phương Hùng thì chúng ta không cần. Bọn chúng hết thời sắp chết, muốn bám víu quê hương để kiếm miếng ăn, chứ báu gì mà đón với trả tiếp, mẹ kiếp. Facebooker Quốc Hữu viết: đến giờ này, ít hôm nay, mồm nó vẫn còn cà khịa về chủ quyền biên giới đất liền, chỗ cãi nhau ít, nơi cãi nhau nhiều. Thực tế việc này đã xong hơn chục năm nay, và việc Mỹ không xâm lược Việt Nam mà Mỹ chỉ chia đôi Việt Nam. Việc chủ tịch nước cho gặp cái chính là cho kiều bào biết Việt Nam luôn sẵn sàng dung thứ nếu biết quay đầu. Với những kẻ cực đoan khó mà nói mạnh khi dùng đến cả cuộc đời để đánh bom, gây bạo động, biên tập sách trắng bán còn không cho tặng thì biết nó ăn sâu như thế nào. Nếu quay đầu, tắt video, YouTube truyền truyền và thu hồi sách trắng. Quay đầu kiểu này chỉ có chịu, ngoài vấn đề tâm lý chiến đá đẻo nhằm làm nhẹ vai trò lãnh đạo của đảng và tinh thần ái quốc gây chia rẽ nghi ngờ giữa quần chúng nhân dân và các bộ ngành trong và ngoài nước với kẻ cực đoan thì không gì là không thể. Ví dụ thằng cướp giật đã một lần thì lần thứ hai cũng bình thường, với kẻ đã từng hổ báo cũng thế, với kẻ cố tình từ bỏ gia đình hay bán nước thì cũng thế thôi. Facebooker Hương Trần viết: một kẻ nay chửi Cộng sản, xuyên tạc Bác Hồ, mai lại xin lỗi rất nhiều lần như vậy, tiền hậu bất nhất như Hoàng Duy Hùng có đáng tin không? Chiến tranh đã lùi xa mấy chục năm rồi, nó còn chống cái gì ngoài bản chất vong nô, chống cộng cực đoan của nó? Vậy mà một lũ gà mờ, mông muội như bắt được vàng, nhào vào ôm chân tân bốc, gọi nó là đồng chí, trong khi bao nhiêu đồng chí đồng đội kiên trung, đấu tranh bảo vệ chính nghĩa thì bị gắn cái mác cực đoan cố chấp. Thêm vài thằng thuộc dạng túi rượu bị thịt, thấy óng ánh đồng bạc xanh là quên hết chân lý, bán luôn lý tưởng, rồi ngụy biện lương lẹo là ta đây nhân văn nhân ái với cả bao dung. Tổ cha bọn xôi thịt, chúng nó định chơi bài như Liên Xô thập niên 80 đây. Chỉ những kẻ gà mờ mông muội hoặc tư tưởng có vấn đề hoặc nhãn quan chính trị non kém mới tin tin ba que gian manh Hoàng Duy Hùng thôi. Xin đừng rước nhặt vào nhà, rước voi về giày mã tổ nữa. Facebooker Minh Hiếu viết: Hoàng Duy Hùng là cái giống gì mà dư luận mạng xã hội phải rần rần về hắn? Hắn quay đầu hay ngoảnh mặt với Việt Nam, điều đó chẳng có gì quan trọng. Dân Việt Nam vẫn chẳng rụng hay mọc thêm một cọc lông nào. Facebooker Phó Văn Việt viết: việc Chủ tịch nước tiếp Hoàng Duy Hùng, đây chỉ là một hoạt động mang tính biểu trưng thuần túy ngoại giao. Tôi không tin đến một ngày nào đó, mọi danh hiệu phần thưởng cao quý của Tổ quốc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ không còn giá trị và danh từ thiêng liêng đồng chí sẽ bị thay đổi ý nghĩa. Bởi đó là máu xương, mồ hôi công sức, trí tuệ của cả kết tinh ngàn đời. Còn nếu nó trở thành thực tế, chúng tôi sẽ cầm súng, không chịu hàng mà sống nhục, chết nhục như mấy anh chị Xô Viết trong thập kỷ 90 của thế kỷ trước.